Ta đây, núi Lam Sơn dế nghĩa, chúng hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống. Cuộc hành trình của Lê Lợi Tử chiến quân Minh, bộ phim điện ảnh lịch sử hoành tráng đáng được mong chờ. Dân tộc Việt Nam hơn 1.000 năm đô hộ phải trải qua biết bao nhiêu thời kỳ anh dũng chiến đấu, nhưng có lẽ vẻ vang nhất, đáng tự hào nhất chính là triều đại nhà Lê với 390 năm dài nhất lịch sử nước ta. Và đặc biệt, cuộc đời vua Lê Lợi tức Lê Thái Tổ được ví như một trang sử hào hùng, vang danh bốn bể với những năm tháng đánh đuổi sự xâm chiếm của quân Minh. Cuộc hành trình của Lê Lợi Tử chiến quân Minh. Lê Lợi được biết đến là vị vua anh hùng, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược. Bắt đầu từ những năm 1407, khi quân Minh tìm đủ cách để thâu tóm đất nước ta, chúng dùng thủ đoạn mua chuộc, mời Lê Lợi ra làm quan, nhưng ông kiên quyết từ chối. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, Lê Lợi đứng lên tập hợp lực lượng, thu nạp người tài, mở hội thề quyết tâm chống giặc Minh đến cùng. Bằng ý chí chiến đấu gan dạ, tài chiến lược hơn người, Lê Lợi đã dẫn dắt cuộc chiến khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài 10 năm và giành thắng lợi hoàn toàn. Không chỉ dừng lại ở những cống hiến đó, năm 1428, sau khi Lê Lợi lên ngôi vua, đóng đô tại Thăng Long, Hà Nội ngày nay, lấy tên nước là Đại Việt, ông tiếp tục chú trọng phát triển và tuyển chọn nhân tài, phát triển giáo dục đào tạo và hoàn thiện chủ trương xây dựng non nước thêm bền vững. Tóm lại, cuộc hành trình suốt 49 năm cuộc đời vua Lê Thái Tổ chính là một tấm gương sáng về ý chí kiên cường bảo vệ dân tộc, cũng như phấn đấu tự học rèn luyện bản thân. Đồng thời đó cũng là niềm tự hào to lớn của dân tộc. Ra mắt bộ phim điện ảnh về vị hoàng đế tài ba của Việt Nam. Cuộc hành trình của Lê Lợi, Tử chiến quân Minh. Quả thật, Lê Lợi là một vị vua văn võ song toàn. Ông không chỉ giỏi quân sự, chính trị, ngoại giao, mà còn có tài văn chương, thi phú. Và hơn thế nữa, cuộc hành trình đánh đuổi giặc Minh trường kỳ của ông vẫn luôn được lưu danh sử sách. Và bộ phim Cuộc hành trình của Lê Lợi Tử chiến quân Minh được lên ý tưởng, hoàn thiện nhằm giúp cho thế hệ trẻ thấu hiểu hơn công lao vĩ đại, sự hy sinh của cả một thời đại vàng son để có được đất nước dân chủ cộng hòa như ngày hôm nay. Lịch sử cũng hào hùng hơn, chân thực hơn qua thước phim thay vì những trang sách chữ, khó nhớ, khó để lại dấu ấn. Bộ phim Cuộc hành trình của Lê Lợi, Tử chiến quân Minh được sản xuất bởi Royal Media Hát Phim, với sự đầu tư tâm huyết nhất, với mong muốn truyền tải ý nghĩa lịch sử sâu sắc đến cho thế hệ trẻ những mầm non tương lai của dân tộc. Đầu tiên, ấn tượng nhất phải kể đến nội dung bộ phim. Tất cả những câu chuyện, những bài báo về vua Lê Lợi không hề ít, kể cả trong sách vở cũng như trên mạng xã hội hiện nay. Tuy nhiên, theo nghiên cứu lịch sử, hành trình đánh đuổi giặc Minh 10 năm, vua Lê Thái Tổ đã vượt qua không ít khó khăn, cũng như nhận được nhiều sự hỗ trợ. Nhờ đó, bằng tài ba và sự dẫn dắt của mình, vua Lê mới có thể đánh đuổi hoàn toàn giặc Minh. 10 năm chỉ là 1/5 cuộc đời của Lê Lợi, nhưng lại mang dấu ấn lịch sử ngàn đời sau vẫn luôn ghi nhớ. Trong tác phẩm điện ảnh Cuộc hành trình của Lê Lợi Tử chiến quân Minh, đội ngũ sản xuất muốn gửi tới cái nhìn chân thực nhất về những gian nan mà vua Lê thời đó đã trải qua. Đó là những trận chiến cận kề với cái chết, đó là những vết thương, đó là sự đe dọa, đó là sự chia cắt với người thân, tất cả vì lợi ích chung của dân tộc. 10 năm là biết bao nhiêu trận đấu, bao nhiêu nguy khốn thì cũng là bấy nhiêu sự gan dạ, anh dũng để quyết tâm không còn một bóng giặc Minh, không còn một ngọn cỏ của quân Minh trên dân tộc ta. Tất cả sự hào hùng, hoành tráng đều được tóm gọn trong vòng 120 phút của bộ phim này. Thêm vào đó, bộ phim được bật mí dựa hoàn toàn vào yếu tố lịch sử, để xây dựng bối cảnh lịch sử, xây dựng nhân vật, phục trang, đó là cả một quá trình nghiên cứu, phân tích và lên kịch bản của đội ngũ sản xuất Royal Media, Hát Phim. Bộ phim sẽ chân thật, thực tế, gần gũi với người dân Việt, nhưng cũng là niềm tự hào mang ra thế giới về một trang sử hào hùng của Đại Việt. Không những thế, bộ phim chắc chắn sẽ là chuỗi thu gọn hoàn hảo nhất cho cuộc hành trình tử chiến quân Minh của vua Lê Lợi, giúp người Việt hiểu sự Việt, thấm sự Việt, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc. Hơn thế nữa, cuộc hành trình của Lê Lợi, Tử chiến quân Minh được mệnh danh là tác phẩm để đời với dàn diễn viên xuất sắc. Lần đầu tiên trong nền điện ảnh Việt Nam, dàn diễn viên phải được tuyển chọn gắt gao đến thế. Không đơn giản chỉ là những diễn viên nổi tiếng, bằng cấp điện ảnh, học qua trường lớp điện ảnh là có thể thể hiện được cái thần, sự bi hùng của trang sử Việt. Dàn diễn viên đều cần có văn võ cũng như những hiểu biết tri thức về lịch sử. Chỉ có những diễn viên tài giỏi thực sự mới đủ chỉ tiêu để tham gia kiệt tác lịch sử, để đời này. Tuy lịch sử, võ thuật là sự kết hợp không hề dễ dàng, nhưng bằng nhiệt huyết, bằng cái tâm, bằng đam mê và niềm tự hào của 390 năm triều đại nhà Lê, mọi sự chuẩn bị đều hết sức chỉnh chu. Dù phải trải qua tập luyện, những có những tổn thương thể xác để hoàn thiện câu chuyện lịch sử, nhưng giá trị của tác phẩm điện ảnh Cuộc hành trình của Lê Lợi, Tử chiến quân Minh là không thể phủ nhận. Kết luận, dù vẫn chưa chính thức có ngày công chiếu, nhưng Cuộc hành trình của Lê Lợi, Tử chiến quân Minh chính là bộ phim lịch sử điện ảnh Việt vượt qua mọi giới hạn, nhận được sự tò mò và yêu thích từ phía công chúng.
Cuộc hành trình của Lê Lợi Tử chiến quân Minh không chỉ mang lại câu chuyện chân thực mà còn là một chuỗi sự kiện hào hùng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy sự cố gắng nỗ lực của giới trẻ hướng tới phát triển trong tương lai. Cùng chờ đón những trailer của bộ phim trong thời gian sớm nhất nhé!